cuộc chia tay giòn tan như bánh gạo. Khi bố mẹ còn sống, chúng ta thường không biết họ quan trọng và quý giá đến nhường nào. Đến khi họ qua đời, ta mới cảm thấy trống rỗng và hối tiếc. Khi bạn đời còn ở cạnh bên, ta chẳng biết ơn mà lúc nào cũng chỉ bận lòng bởi những chuyện không ưng ý, rồi phàn nàn bất mãn. Ngay cả với con cái cũng thế, nếu con cái đã khỏe mạnh thì ta muốn chúng phải học giỏi. Nếu chúng đã học giỏi thì ta lại muốn chúng nổi trội hơn nữa. Khi đối phương còn ở bên cạnh, chúng ta chẳng biết trân trọng mà chỉ chăm chăm bất mãn. Đến khi họ mất rồi, ta mới hối hận và khổ sở. Một cô gái nọ vừa khóc vừa kể với tôi chuyện vị hôn phu của mình vừa đột ngột qua đời do tai nạn giao thông. Lúc còn sống, anh ấy thường làm việc từ thiện cho người già và trẻ nhỏ. Nhiều khi những việc anh ấy làm chẳng được thực tế cho lắm, nên tôi thường tỏ vẻ không vừa ý và nói những lời gây tổn thương anh ấy. Thế nên bây giờ tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi. Thậm chí tôi còn nghĩ mình chính là nguyên nhân khiến anh ấy qua đời. Cũng giống trường hợp của cô gái này, ta từng hay bất mãn với những người bên cạnh. Nhưng đến khi họ ra đi, chúng ta lại hối hận và khổ sở. Liệu người chết có nói tôi chết là vì nỗi khổ do cô đem lại? Không đâu, người ra đi chẳng nói gì cả. Nhưng người ở lại thì tự nhốt mình vào nhà ngục của cảm giác tội lỗi và không ngừng thương nhớ quá khứ đã qua. Cảm giác tội lỗi và nỗi nhung nhớ đều chỉ là suy nghĩ của người còn sống, chẳng liên quan gì tới người đã chết cả. Vì vậy tốt hơn hết, ta không nên lưu luyến hối hận, mà hãy để họ ra đi trong thanh thản. Khi bố mẹ qua đời, người khóc thương buồn bã nhất chính là đứa con bất hiếu. Hồi bố mẹ còn sống, họ không thăm nom thường xuyên, nên đến khi bố mẹ mất đi, họ mới tiếc nuối và khóc lóc. Nhưng người con hiếu thảo sẽ không khóc, vì ngày thường họ đã đối xử tốt nhất có thể với bố mẹ, nên khi bố mẹ mất, họ không còn tiếc nuối điều gì để mà phải khóc cả. Dù xây một ngôi mộ thật lớn hay làm lễ cúng thật long trọng, thì điều ấy cũng chẳng liên quan gì tới người đã khuất. Khi bố mẹ còn sống, có lòng mang cho họ, dù chỉ một chén nước lạnh thôi, cũng là có hiếu. Khi bố mẹ qua đời, vui vẻ buông tay để họ thanh thản ra đi mới là cách giúp họ siêu thoát. Dù có hối hận hay tiếc nuối, rũ bỏ chuyện quá khứ sẽ tốt hơn cho cả bản thân lẫn cả người đã khuất. Chẳng ai có thể sống mãi mãi. Sống trên đời nhất định sẽ có lúc mắc bệnh này bệnh kia. Liệu khóc có làm bệnh đỡ hơn, có làm cái chết không tìm tới? Nếu bố mẹ chẳng may bị ốm đau, hãy nấu cho họ thêm một bữa cơm, dọn dẹp nhà cửa thêm một lần và giúp họ cười nhiều thêm một chút. Đừng lúc nào cũng lo lắng khóc lóc, lỡ bố mẹ qua đời thì phải làm sao? Như vậy sẽ chỉ khiến cả người ốm lẫn bản thân không thoải mái mà thôi. Dẫu ngày mai cái chết tìm tới, hôm nay vẫn phải mỉm cười thì ngày mai mới có thể ra đi trong thanh thản. Một người phụ nữ nọ có mẹ qua đời vì tai nạn 10 năm trước. Bây giờ mỗi khi gặp khó khăn, cô đều nghĩ về mẹ và khóc. Cô ấy đã hỏi tôi thế này: tôi đã cầu xin để mẹ tôi có thể được đầu thai ở miền cực lạc. Nhưng miền cực lạc có thực sự tồn tại không, thưa thầy? Tôi đọc cho cô ấy nghe một câu trong Kinh Thánh: phước cho những kẻ tin tưởng vì thiên đàng thuộc về họ. Dù miền cực lạc có tồn tại hay không, chỉ cần tin tưởng rằng mẹ mình đã đi đến miền cực lạc thì bản thân cô sẽ được ban phước lành. Nếu nghĩ mẹ phải xuống địa ngục thì cô sẽ mãi vướng bận trong lòng. Nếu nghĩ bà đã hoàn toàn biến mất, chẳng phải cô sẽ thấy rất trống rỗng sao? Cách đây ít lâu, một người thất thần tìm đến tôi tâm sự và không ngừng khóc thương cho đứa con đã chết. Người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh. Liệu có bố mẹ nào không xé ruột xé gan? Dẫu vậy, người đã đi thì vẫn phải để họ ra đi. Dĩ nhiên tiễn đưa con cái chẳng phải chuyện dễ dàng, nhưng dù thế nào người mẹ vẫn nên dứt khoát tạm biệt, giống như cách chúng ta cắn miếng bánh gạo giòn tan. Nếu cứ chùng dằng không muốn chia tay thì con cái sẽ chẳng thể rời bước. Người ở lại khóc vì buồn thương, nhưng chính điều ấy cũng sẽ níu bước người ra đi. Dù là bố mẹ hay vợ chồng con cái qua đời, sau khi kết thúc tang lễ
ta vẫn cần phải mỉm cười tiễn họ. Đi nhé! Khi những người thương yêu còn sống, hãy cố gắng đối xử với họ thật tốt để không phải hối hận sau này, để khi họ ra đi, ta có thể nhẹ lòng buông tay. Nỗi niềm sinh ly tử biệt sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Cách đây 14 năm, con trai tôi qua đời khi mới vừa được 9 tháng và sắp sửa gọi được tiếng mẹ. Sau khi dỗ cho con ngủ trưa thì vợ chồng chúng tôi ra ngoài phòng khách ngồi chơi. Đến giờ mà chưa thấy con dậy nên chúng tôi mới vào phòng kiểm tra thì phát hiện ra con đã ngừng thở mất rồi. Một bà mẹ nọ vừa khóc vừa kể chuyện đứa con đã mất cách đây 14 năm. Phải tiễn đưa một đứa trẻ còn quá nhỏ như vậy quả thực là một việc đau lòng. Đã 14 năm trôi qua mà cô ấy vẫn rơi nước mắt khi nghĩ về con, vẫn không ngừng bị ám ảnh bởi cái chết của con. Một người phụ nữ khác tâm sự mình rất đau khổ vì chồng vừa qua đời. Nhưng thật ra bà không đau khổ vì sự thật chồng mình đã chết, mà đau khổ vì bị ám ảnh bởi cái chết của chồng. Trong lễ tang vào giây phút nghĩ rằng đồ ăn ngon, bà không đau khổ vì lúc ấy bà có thể tạm gạt suy nghĩ về chồng qua một bên. Tuy nhiên một lát sau, suy nghĩ ấy lại tiếp tục xâm chiếm tâm trí, khiến bà tiếp tục đau khổ. Chúng ta không đau khổ vì cái chết, mà đau khổ vì nỗi ám ảnh về cái chết. Chỉ cần buông bỏ nó, chúng ta sẽ thanh thản. Người mẹ ôm khư khư nỗi đau mất con suốt 14 năm trời, thực ra cũng là vì không thể buông bỏ nó. Vợ chồng nhà họ vẫn đang tự trách cho tới tận bây giờ, là bởi trong lúc đứa con ra đi, họ đang chơi ngoài phòng khách. Ra đi trong lúc đang ngủ, dù không thể biết chắc là bệnh gì, nhưng khả năng cao do chứng nhồi máu cơ tim. Nếu còn sống, thì khi lớn lên, nhiều khả năng con họ cũng sẽ phải khổ sở vì bệnh tim. Nhưng nếu ra đi ngay từ khi còn nhỏ, thì chẳng phải cả đứa trẻ lẫn bố mẹ sẽ bớt khổ hơn hay sao? Nếu đứa trẻ ấy mất khi học tiểu học hoặc trung học, chưa biết chừng nỗi buồn của bố mẹ sẽ còn lớn hơn bây giờ. Bố mẹ đứa trẻ đã không làm gì để giết con cả, cũng chẳng phải là họ đã đắp chăn kín quá khiến con chết vì ngạt thở. Đứa bé ra đi một cách tự nhiên chỉ vì không thể bên cạnh con vào giây phút cuối cùng mà bố mẹ phải cảm thấy tội lỗi cả đời là điều không cần thiết. Hãy nghĩ rằng nhân duyên của chúng ta chỉ được đến đây thôi, và cầu nguyện kiếp sau hãy sinh ra trong một thân thể khỏe mạnh và sống thật hạnh phúc con nhé. Rồi buông bỏ tất cả những vấn vương quyến luyến còn đọng lại. Đừng lưu luyến chiếc áo cũ đã cởi ra. Chúng ta thường quan niệm rằng thân thể của người chết đem lại vận xui. Nếu ta không tin thì chẳng có gì đáng nói. Nhưng vì ta tin theo nên mới nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Có một người từng giải bày với tôi về chuyện mộ phần chôn cất. Người ta nói rằng sau khi dời mộ thì không được phép động vào trong vòng 3 năm. Điều ấy có đúng không? Có người bảo rằng nếu động chạm vào mộ phần thì sẽ có chuyện không may xảy ra. Đúng vậy không? Bạn hãy thử bứng cây đem trồng ở nơi khác xem nó có lớn ngay được không? Trong 3 năm đầu có vẻ nó không lớn lên nhiều, nhưng dần dần nó sẽ bắt đầu đâm rễ và phát triển. Con người đang sống ở chỗ này mà chuyển đến chỗ khác ở cũng cần có thời gian để thích ứng. Vì vậy, di chuyển không phải việc xấu, chỉ là để thích ứng thì cần phải có thời gian. Nếu muốn mê tín thì trong vòng 3 năm, bạn không động chạm vào một phần là được. Người ta đã nói là không tốt, tại sao bạn cứ nhất định phải làm? Nhưng nếu có vấn đề nảy sinh thì chẳng còn cách nào khác, bắt buộc phải chuyển thì cứ chuyển, có gì đâu mà phải băn khoăn. Mẹ tôi qua đời vào thứ năm. Lúc đầu nhà tôi định tổ chức tang lễ vào thứ bảy, nhưng anh trai tôi ở Mỹ và đến chủ nhật mới về kịp, nên tang lễ bắt buộc phải dời sang chủ nhật. Như vậy là phải đợi tới 4 ngày. Theo phong tục Hàn Quốc, chúng ta không tổ chức tang lễ sau 4 ngày, mà chỉ sau 3 ngày hoặc 5 ngày. Đợi đến tận thứ hai thì cũng bất tiện. Thế là nhà tôi sinh ra tranh cãi. Một cậu con trai không về được cũng có sao, hãy tổ chức sau 3 ngày.
Sao có thể làm như vậy được? Phải đợi cả nhà đông đủ hết rồi mới làm đám tang chứ. Mọi người trong gia đình tôi tranh cãi rất kịch liệt. Tôi hỏi thầy phong thủy, tổ chức sau 4 ngày có được không? Thì thầy bảo là không được. Nhưng đằng sau những chuyện không được luôn có những cách lách luật để cho thành được. Nói cách khác, vẫn tồn tại ngoại lệ. Vì vậy, tôi đã biếu tiền và nhờ thầy giúp. Cuối cùng thì thầy đã sử dụng mộ tạm. Để làm mộ tạm, thầy yêu cầu gia đình lấy dây thừng quấn quanh một cái cọc và chôn xuống vào ngày thứ 3 để đánh lừa ma quỷ. Đến ngày thứ 4 thì bỏ ra và chôn quan tài thật xuống. Như vậy mà vấn đề trong nhà tôi đã được giải quyết. Có phải vì tôi tin tưởng vào cách giải quyết ấy nên mọi chuyện mới êm xuôi? Sống trên đời nhất định sẽ có lúc chúng ta gặp những chuyện không may như tai nạn giao thông hay hỏa hoạn. Nhưng nếu chuyện xảy ra trong vòng 3 năm sau khi nhà có tang, thì mọi người đều cho là do làm đám ma không đúng cách nên mới xảy ra chuyện. Và rồi lại sẽ tiếp tục nảy sinh tranh cãi vì vấn đề ấy. Nhưng nếu dùng những cách lách luật như vậy thì sẽ không còn tranh cãi nữa. Nếu chẳng may gặp tai nạn, người nhà cũng không ai nói là do làm ma không đúng cách hay mộ phần không đúng chỗ, mà chỉ đơn thuần nói là bị tai nạn. Tôi sử dụng cách lách luật, không dựa trên tiêu chuẩn đúng sai. Có những lúc chúng ta cần phải làm như vậy. Vì gia đình có nhiều người nên đương nhiên cũng sẽ có nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề tổ chức tang lễ. Lúc này nên tập hợp tất cả các ý kiến và xoa dịu họ. Có một người than vãn với tôi rằng gia đình đang lục đục vì chuyện mộ phần của bố mẹ. Bố tôi được chôn, còn mẹ tôi lại làm hỏa táng. Nhưng người ta nói rằng như vậy thì không thể để hai ông bà nằm cạnh nhau được. Anh em trong nhà có nhiều ý kiến khác nhau về chuyện này, nên tôi chẳng biết phải làm sao nữa. Thân thể người chết cũng giống như chiếc áo cũ, muốn thiêu thì thiêu, muốn chôn thì chôn, muốn thả trôi sông thì thả trôi sông. Tất cả những điều ấy đều không có ý nghĩa gì cả. Nếu có tập tục chôn cất thì chôn cất, nếu quen với việc hỏa táng thì thiêu xác, còn nếu có thói quen thả trôi sông thì cũng hãy cứ làm như vậy. Đạo Cơ Đốc cho rằng người chết sẽ được hồi sinh và lên thiên đường. Còn trong Phật giáo, người chết sẽ được đầu thai ở miền cực lạc. Như vậy đều có nghĩa họ đã đi mất rồi. Còn theo như Ấn Độ giáo, người đã khuất sẽ có một sinh mệnh khác theo vòng luân hồi. Như vậy chuyện đốt, chôn hay thả trôi chiếc áo cũ thì có gì quan trọng cơ chứ? Sau khi chết, tổ chức đám ma trang trọng hay làm cúng dỗ linh đình thì cũng chỉ là chuyện của người còn sống mà thôi. Đám tang chỉ là cách thức để xoa dịu nỗi buồn của người còn sống. Điều ấy chẳng can hệ gì đến linh hồn của người đã khuất cả. Vì vậy, anh em trong nhà không cần phải bàn cãi nhiều về vấn đề ấy. Muốn chôn chung thì chôn chung, muốn chôn riêng thì chôn riêng. Nếu bố được chôn rồi mà mẹ lại hỏa táng thì cũng có thể rắc tro của mẹ nếu muốn. Chôn quần áo của mẹ, thiêu quần áo của bố hay chôn quần áo của cả bố và mẹ thì có vấn đề gì đâu chứ. Hoặc nếu thờ cả hai cùng một chỗ thì cũng có sao, không cần phải tranh cãi vô ích về cách xử lý chiếc áo cũ đã được cởi bỏ. Đó chỉ là nỗi ám ảnh của người đang sống mà thôi. Một ngày nọ, Đại sư Wen Hyo để tránh mưa đã vào một hang động rồi ngủ luôn ở đó. Sáng hôm sau tỉnh dậy, ông mới nhận ra đó là một ngôi mộ. Ngày xưa nhà mộ kiểu Goguryeo đã được xây dựng trên mặt đất giống mộ của vua Wangaeto nên có thể đi vào để tránh mưa được. Ngày thứ hai khi đại sư ngủ ở đó, ông thường thấy ma xuất hiện, vì thế ông đã tỉnh ngộ. Trước khi biết là mộ thì mình có thể ngủ ngon lành, nhưng giờ nghĩ là mộ thì lại thật khổ não. Tất cả đúng là đều từ suy nghĩ mà ra. Ngôi mộ không thể lên tiếng cũng chẳng thể gây ảnh hưởng gì đến con người. Tất cả chỉ là quan niệm của người còn sống. Nếu nghĩ là có vấn đề thì sẽ có vấn đề. Nếu nghĩ là không có vấn đề thì sẽ chẳng sao hết cả. Sau khi qua đời, tổ chức tang lễ thế nào hay thờ phụng ra sao đều không quan trọng. Việc những người sống nên làm không phải là tranh cãi về hình thức mà là thống nhất ý kiến rồi cùng nhau thành tâm tiễn đưa người đã khuất. Đó chính là cái kết tốt đẹp nhất cho tất cả mọi người.